chúng tôi đã hô thôi rồi. Đô Cú Xanh dù thắng hay thua vẫn thưởng 1 triệu đồng. Vâng, anh Trịnh Cường Thúy thưởng cho Đô Cú Xanh nếu thắng 500.000 đồng. Anh Trịnh Thuận Vân có đồng bà chính oanh thưởng cho Cú Xanh nếu thắng 1 triệu đồng. Anh Trịnh Đà Oanh thưởng cho Đô Cú Xanh nếu thắng 2 triệu đồng. Vâng, thay mặt cho các đô, xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân rất nhiều đã ủng hộ cho hai đô của chúng tôi. Thank you.
rồi gãy chân. Chỉ được phép dí đầu của đô gấu xanh trước bụng mình thôi, không được ngồi lên, gây nguy hiểm, có thể gãy xương đốt xương cổ. Thank you.
Một bông hoa trị giá 500.000 nữa. Nếu là đồ phố xanh thắng, nếu đồ phố xanh thắng ở keo này, vâng, có một cô gái rất xinh đẹp và xin được số tiền cũng có một bông hoa 500.000 đồng tặng cho nếu như đồ phố xanh thắng. Vâng, vậy là phố xanh phải cố lên, bởi vì tiền thưởng của phố xanh là rất nhiều. Ông bà, vâng, chúng tôi xin thông báo. Ông bà, ca khúc là vừa gặp ban tổ chức là treo một cái giải đèo 1 triệu. 1 triệu đồng, đánh một keo. Xin mời anh Thắng, đại diện cho ban tổ chức gửi lại tất cả các mạnh thường quân số tiền mà vừa rồi các mạnh thường quân đã thưởng, nhưng mà đồ xanh không thắng được. Bây giờ ban tổ chức chúng tôi xin trao lại. Sau đó là các mạnh thường quân tiếp tục thưởng cho ai lại ghi lại từ đầu thì chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để thông báo lên khích lệ tinh thần. Vâng, đề nghị toàn thể nhân dân đã thưởng cho các mạnh thường quân của chúng ta một tràng pháo tay thật to được không ạ? Dạ vâng, vâng, xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Xin mời trận thi đấu giải 2. Xin mời. Xin mời Đô Lực và Đô Thoang vào giới.